Nhà mẹ là cái ngày 30 này là con cái là tập trung xếp hàng là lễ, chứ không phải là lễ loạt choạc như bây giờ và đón giao thừa vậy. Sơ thì hôm nào phải ăn chứ? Mùng 2, mùng 3 đấy. Dạ, mùng 2 ạ. À, thế coi chúng ta thoải mái thời gian. Tức là hôm nay mà cả ngày mai đúng không? Dạ, không nhớ bố cái chút mịt băng nè. Cái gì không? Ngon đấy. Rượu vang. Con lấy chậu hoa mẹ đeo không? À. Chậu hoa này này. Đây ạ. Vậy không? Vậy. Lộc vậy. Để thế này thì làm sao mà để được ba món nữa.